Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2019, nhằm ngày 29 tháng 9 năm Kỷ Hợi, tại Hội trường lớn Bảo tàng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức đại lễ tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch cùng chư vị tổ sư Ni tiền bối hữu công. Quang lâm chứng minh đại lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư Tôn Đức Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Khế Trơn, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Thượng tọa Thích Đức Thiện, cùng chư Tôn Đức Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn Đức Tăng Ni lãnh đạo Ban trị sự các tỉnh thành trong cả nước, chư Tôn Đức lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Về phía Phân ban Ni giới Trung ương có Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo đại lễ, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh thư ký Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng ban tổ chức đại lễ, cùng chư Tôn Đức Ni, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Ni trưởng Thích Đàm Thành, Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ni trưởng Thích Nữ Tâm Liên, Ni trưởng Thích Nữ Như Minh, Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân, Ni trưởng Thích Nữ Nghiêm Thuận, Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Ni trưởng Thích Nữ Như Khương, Ni trưởng Thích Nữ Như Huệ, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Nghĩa, Ni trưởng Thích Nữ Như Đức, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ, cùng chư Tôn Đức Ni lãnh đạo phân ban Ni giới các tỉnh thành trong cả nước. Về phía chính quyền, có bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ông Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ. Bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ của Quốc hội. Đại tá Nguyễn Tiến Trọng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành trung ương và địa phương. Trong không khí trang nghiêm của toàn thể hội chúng, sau khi Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng ban tổ chức đại lễ tuyên đọc tiểu sử Ni sư Diệu Nhân, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện đã đọc văn tưởng niệm Ni sư Diệu Nhân và chư vị tổ sư Ni tiền bối Ni giới Việt Nam. Nhân dịp này, ông Bùi Thanh Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ đã đại diện cho lãnh đạo chính quyền các cấp phát biểu tại đại lễ, nhấn mạnh. Kính thưa Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa các quý vị giáo phẩm, đại diện cho Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, đại diện cho các cơ quan ở Trung ương và địa phương. Kính thưa các quý vị Phật tử cùng toàn thể đồng bào. Hôm nay tôi rất xúc động được tham dự lễ tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch cùng chư vị tổ sư ni tiền bối hữu công do Phân ban Ni giới Trung ương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức. Trong bầu không khí trang nghiêm và thắm tình đạo vị, thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý, quý vị giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các quý vị thiện tri thức cùng toàn thể tín đồ Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các quý vị, với truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã tiếp biến và hòa quyện với đời sống nhân dân, trở thành một thiết chế tâm linh không thể thiếu trong đời sống của người dân nước Việt. Những triết lý, giáo lý và giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo đã ăn sâu vào hệ tư tưởng và biểu hiện thành những nếp sống, thói quen, sinh hoạt xã hội. Những quan điểm từ bi, hỷ xả, vô ngã,
vị tha, vân vân của Phật giáo đã gặp gỡ với tính trọng nghĩa, bao dung của người Việt. Đó là những điều kiện tốt nhất để Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng góp vào việc gìn giữ phong tục, tập quán, dân gian trong đời sống văn hóa của xã hội Việt Nam ngày một bền vững và tốt đẹp. Phật giáo, một lý tưởng cao đẹp mang nhiều đặc tính nhân bản như hòa bình, từ bi, khoan dung, trí tuệ, bình đẳng đối với mọi tầng lớp, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo. Ni sư Diệu Nhân là bậc tiền bối khả kính, là niềm tự hào của Phật giáo Việt Nam nói chung, của ni giới Phật giáo Việt Nam nói riêng. Việc phân ban ni giới Trung ương cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học và lễ tưởng niệm 906 năm ni sư Diệu Nhân viên tịch cùng chư vị tổ ni sư tiền bối hữu công không chỉ là một sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người dân theo đạo Phật, mà còn là một sự kiện văn hóa, xã hội gắn với tâm thức, tưởng niệm, tri ân và báo ân của toàn thể cộng đồng. Kính thưa các quý vị, sự hiện diện của các quý vị đại diện cho các lãnh đạo các bộ ngành địa phương cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, tăng ni Phật tử trong buổi lễ ngày hôm nay càng nói lên sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với tín ngưỡng tôn giáo, sự hòa quyện giữa đạo đời và trân trọng đối với truyền thống lịch sử dân tộc. Và đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại vị thế và vai trò của nữ Phật tử trong đại gia đình Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi được biết rằng, ngày hôm qua đã diễn ra hội thảo khoa học về cuộc đời, đức độ và quá trình tu hành của ni sư Diệu Nhân trong việc lan tỏa đạo đức, đạo hạnh tốt đẹp tới các Phật tử, khẳng định những đóng góp to lớn của nữ Phật tử trong việc phát triển Phật giáo Việt Nam. Và chúng tôi tin tưởng rằng qua hội thảo khoa học và lễ tưởng niệm này là dịp để các nhà nghiên cứu, các nhà thiện trí thức cung cấp những thông tin bổ ích. Công lao đóng góp của ni sư Diệu Nhân cùng chư vị tổ sư ni tiền bối hữu công trong dòng chảy của Phật giáo Việt Nam và lịch sử Việt Nam. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, quý vị giáo phẩm của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng, quý ni trưởng, ni sư, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cùng toàn thể quý vị Phật tử lời chúc sức khỏe và an lạc. Xin chân thành cảm ơn. Ông tin rằng đây sẽ là dịp để các nhà nghiên cứu, các nhà thiện tri thức cung cấp thêm những thông tin bổ ích. Công lao đóng góp của ni sư Diệu Nhân cùng chư vị tổ sư ni tiền bối hữu công trong dòng chảy Phật giáo Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam. Tiếp nối và phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật, ban tổ chức đã trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ quỹ khuyến học Việt Nam. Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, trưởng ban tổ chức đại lễ cùng ni trưởng Thích Đàm Thành, ni trưởng Thích Đàm Lan đã trao quà ủng hộ quỹ cho bà Nguyễn Thị Doan, chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam. Tiếp theo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã có lời đạo từ tới toàn thể đại chúng. Hòa thượng chia sẻ công đức và đạo hạnh của ni sư Diệu Nhân và của các bậc tiền bối ni vẫn còn sáng rực trên bầu trời chính pháp của Phật giáo Việt Nam, trên trang sử dạng người của Phật giáo Việt Nam thời cận và hiện đại. Qua đó, tinh thần tri ân và báo ân của chư ni Việt Nam khi tổ chức kỷ niệm 906 năm ni sư Diệu Nhân viên tịch cùng chư vị tổ sư ni tiền bối hữu công là một việc làm thiết thực, tôn trọng quá khứ, kính trọng bậc tiền nhân và đồng thời cũng gợi lại những hình ảnh tốt đẹp, những công đức, đức hạnh của ni sư Diệu Nhân và chư vị tiền bối ni hữu công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Việt Nam Phật Giáo Tỳ Ni Ra Lu Chi Pháp Phái Đệ Thập Thất Thế Thiền Sư Diệu Nhân Cập Chư Vị Tiền Bối Ni Sư Hữu Công Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Kính thưa Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Thượng tọa Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức Phó Chủ tịch và chư tôn đức thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
chư tôn đức lãnh đạo các ban ngành huyện, trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa ni trưởng Thích nữ Tịnh nguyện, ni trưởng Thích nữ Tịnh nghiêm, trưởng ban, phó ban thường trực cùng chư tôn đức ni, phó ban và các thành viên phần ban ni giới trung ương. Kính thưa chư tôn đức ni, phần ban ni giới 63 tỉnh thành trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong phạm vi cả nước. Kính thưa bà Nguyễn Thị Doan, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. Kính thưa ông Bùi Thanh Hà, phó trưởng ban thường trực ban tôn giáo chính phủ. Kính thưa ông Ngô Sách Thực, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa ông Trương Bá Hai, vụ phó vụ Phật giáo ban dân vận Trung ương. Kính thưa Trung tá Nguyễn Tiến Trọng, cục phó cục an ninh nội địa Bộ Công an, cùng các vị khách quý đại diện cho ủy ban của Quốc hội và các bộ ban ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, huyện Sóc Sơn và xã Phù Linh địa phương. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý liệt vị, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm tràn đầy tinh thần tri ân và báo ân, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam và của đạo lý dân tộc Việt Nam và của Phật giáo, được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được sự kết hợp tổ chức của Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ kỷ niệm 906 năm Ngài Ni sư Diệu Nhân viên tịch, hội thảo khoa học với chủ đề Nữ Phật giáo với Phật giáo Việt Nam và đại lễ tưởng niệm 906 năm Ngài Ni sư viên tịch cùng chư liệt vị tiền bối Tổ sư Ni Hữu Công, được long trọng tổ chức tại hội trường Học viện Phật giáo Việt Nam, huyện Sóc Sơn, xã Phù Linh, thủ đô Hà Nội. Đại lễ được sự quang lâm chứng minh tối cao của trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vào giờ phút này, xin được thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính chúc đại lễ tưởng niệm lần thứ 906 Ngài Ni sư Diệu Nhân viên tịch và liệt vị Tổ sư Ni Hữu Công được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý liệt vị, như người xưa từng nói, một mai thân xác tiêu tan, danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời, pháp thân lồng lộng sáng ngời, chiếu soi pháp giới rạng ngời sử sanh. Thật vậy, Ni sư Diệu Nhân 1042 1113 viên tịch đến nay đã 906 năm, là gần 1000 năm trôi qua trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung và dòng chảy lịch sử Thiền tông Việt Nam nói riêng, đặc biệt là dòng chảy của Thiền tông Phật giáo thời Lý. Nhưng công đức và đạo hạnh của Thiền sư Diệu Nhân cũng như các bậc tiền bối ni sư vẫn còn sáng rực trong vòng trời chánh pháp của Phật giáo Việt Nam, trong trang sử rạng ngời của Phật giáo Việt Nam thời cận và hiện đại. Qua đó, tinh thần tri ân và báo ân của toàn thể chư ni giới Việt Nam đứng ra để tổ chức kỷ niệm 906 năm Ngài Ni sư viên tịch cùng chư ni tiền bối hữu công là một việc làm thiết thực và tôn trọng quá khứ và kính trọng bậc tiền nhân, và đồng thời cũng gợi lại những hình ảnh tốt đẹp, những đức hạnh, những công đức
của Ni Sư Diệu Nhân và chư vị tiền bối Ni Sư Hữu Công. Và đồng thời qua đó chúng ta cử hành đại lễ tưởng niệm lần thứ 906 năm ngày Ni Sư Diệu Nhân viếng tịch. Chúng ta cần có thể tưởng nhớ đến bốn dấu ấn lịch sử mà có thể để làm hành trang trên bước đường tu học, phụng sự đạo pháp và phục vụ chúng sinh của chúng ta. Thứ nhất là dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi được truyền vào Việt Nam vào năm 580 và truyền cho đến năm 1299 khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngộ đạo và đã hợp nhất ba dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường thành thiền phái Trúc Lâm Viên Tử. Với hơn thời gian gần 800 năm hoạt động liên tục trên đất nước Việt Nam, có các vị tăng thống nào là vị quốc sư, nào là thiền sư để truyền bá Phật Pháp trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đây là một dấu ấn son. Nếu không có dòng phái thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi thì không có vấn đề Ni Sư Diệu Nhân viên tịch để chúng ta cử hành đại lễ hôm nay. Và đó, chúng ta ghi nhớ cái công ơn của các bậc thiền sư của dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, trong đó có các vị nào là tăng thống, nào là quốc sư, nào là thiền sư để giữ vững cái viền mối đạo, nhất là dòng thiền suốt thời gian gần 800 năm trên đất nước Việt Nam cho đến đầu và giữa nhà Trần. Thứ hai, trong ba dòng thiền Tỳ Ni Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường thì chỉ có dòng Tỳ Ni Lưu Chi có một người nữ xuất gia tu hành và chứng ngộ trở thành một bậc tổ sư ni và thiền sư ni. Đây là điểm đặc biệt của dòng thiền tại Phật giáo, của Phật giáo Việt Nam. Trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam và trong dòng thiền của lịch sử Phật giáo Việt Nam, trong đó có dòng thiền Tỳ Ni Lưu Chi mà các dòng thiền khác như Vô Ngôn Thông và Thảo Đường không có. Cho nên sự xuất gia tu hành và ngộ đạo của Ni Sư Diệu Nhân và trở thành một vị thiền sư ni, tổ sư ni người Việt đầu tiên trên đất nước Việt Nam, đây là dấu ấn lịch sử thứ hai mà chúng ta tưởng niệm và chúng ta ghi nhận để đó làm điều hãnh diện và noi gương vào đấy để chúng ta là hàng hậu vệ kế thừa để tiếp nối dòng sinh mệnh của lịch sử Phật giáo Việt Nam, dòng sinh mệnh của dòng thiền Việt Nam, trong đó có dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi hay là các dòng thiền khác như là Vô Ngôn Thông, Thảo Đường và thiền phái Trúc Lâm Yên Tử sau này. Chúng ta tưởng nhớ và kỷ niệm Ni Sư Diệu Nhân thì chúng ta có sự nhớ ơn sự xuất gia thành đạo và chứng quả của Ni Sư tại Việt Nam là một người nữ xuất gia tu hành và đắc đạo. Đây là điều đặc biệt của người Việt và người nữ Việt Nam càng hãnh diện thấy rằng đối với người nữ cũng có thể xuất gia tu hành và chứng quả ngang với đại tăng. Nếu giác ngộ và giải thoát thì chứng được chân lý thì bình đẳng như nhau. Chân lý thì không có phân biệt tăng tục, nam nữ, lớn nhỏ vân vân. Những giác ngộ được chân lý thì người đó gọi là người giải thoát, giác ngộ. Vì thế cho nên chúng ta nương vào đấy để làm kim chỉ nam mà nỗ lực tinh tấn hành trì, giữ gìn giới lực để có thể đạt được một phần nào những công đức, những hành trạng, những kết quả như Ni Sư Diệu Nhân đã đạt được trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và qua đó chúng ta cũng thấy được rằng đối với Đại Đạo Tỳ Kheo Ni là Tổ Sư Ni rồi và còn thể thế lãnh đạo Ni Đoàn thì tại Ấn Độ đã có một vị Tổ Sư Ni, thì tại Việt Nam cũng có một vị Tổ Sư Ni. Đó là điều đặc biệt mà chúng ta thấy càng hãnh diện để làm gương mẫu, quy hướng cho toàn thể Ni giới Việt Nam nương vào đấy để mà tu hành, tinh tấn, đạt được kết quả tốt đẹp. Điều thứ tư là Ni Sư Diệu Nhân đã để lại cho chúng ta cái gì? Để lại chúng ta một cái triết lý đạo Phật là sắc không, vô tướng.
các pháp đều là không, các pháp đều là vô tướng, là tâm. Tâm là vô tướng, mà Phật thì tại tâm, cho nên Phật là vô tướng và tâm vô tướng. Cứ thế thì ngộ được tâm, tức là ngộ được Phật. Ngộ được Phật tại tâm, tức là ngộ được Phật, không tìm đâu xa. Đối với thiền thì chúng ta thấy rằng là vô phân biệt. Đối với tất cả cảnh không phân biệt, thì không phân biệt thì vọng niệm không sinh. Lúc đó an trụ tự tính, thanh tịnh, chân tâm, thường trú, sẵn có của chính mình, không tìm đâu xa và cũng không cần tìm hỏi ai. Và bài học thứ tư, bài học thứ năm cũng là bài học cuối cùng chúng ta ghi nhớ và nỗ lực học tập, đó là tiếp nối dòng chảy của lịch sử truyền thừa của Ni Sư Diệu Nhân trong sự tu hành chứng ngộ của Tổ sư Ni Thiền của Việt Nam, trải qua thời gian và khác nhau trong các thời kỳ lịch sử của Phật giáo Việt Nam, nhất là trong thời kỳ cận đại và hiện đại, nhất là ngày nay. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta có sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có phân ban ni giới trung ương dưới sự lãnh đạo của Ni trưởng Quyền Huệ, Ni trưởng Đàm Hảo, Ni trưởng Tịnh Nguyện và Ni trưởng Đàm Nghiêm cùng các vị. Sau đó, cái mỗi số lượng ni chúng 20.181 người, cơ sở là 11.141 cơ sở. Như thế, đây là một lực lượng nùng hậu, hùng hậu của Giáo hội Giáo Việt Nam. Nếu tất cả toàn thể ni giới Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn giới luật, chung sống lục hòa, thực hiện theo lời Phật dạy, sống trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đại Tăng, thì chắc chắn sẽ giúp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động một cách đắc lực và có kết quả hữu hiệu trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Và cụ thể là trong thời gian qua, ni giới Việt Nam từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo đến nay đã hoạt động một cách rất là nề nếp, ổn định, nhất là về mặt công tác từ thiện xã hội, mỗi năm trên 100 tỷ đồng công tác từ thiện xã hội. Về mặt quan hệ quốc tế đã trở thành một thành viên của tổ chức Sakyadita của quốc tế, và các quan hệ quốc tế càng ngày càng được mở rộng và biết được Phật giáo Việt Nam thông qua ni giới nữ Phật tử Việt Nam trên trường quốc tế. Như thế thấy rõ ràng cái công đức và việc làm của ni giới thật là vô cùng lớn lao đối với Đại Tăng cũng như đối với Giáo hội, và Giáo hội cũng rất trân trọng và ghi nhận công đức này. Hôm nay nhân đại lễ kỷ niệm 906 năm ngày Ni Sư Diệu Nhân viên tịch và chư liệt sư ni tiền bối hữu công Trung ương Giáo hội, một lần nữa xin tán thán công đức của toàn thể phân ban ni giới trung ương đã có sáng kiến kết hợp cùng với phân viện nghiên cứu Phật Việt Nam tại Hà Nội và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức thành công đại lễ tưởng niệm hôm nay, cũng chính là đánh dấu và ghi ân cái công đức của Ni Sư Diệu Nhân, và qua đó cũng mở ra một cái chân trời mới, một tương lai mới, một định hướng mới cho sự phát triển của ni giới trong hiện tại và tương lai. Một lần nữa kính chúc đại lễ được thành công viên mãn. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Qua đó, Hòa Thượng đã nhấn mạnh, qua hình ảnh của Ni Sư Diệu Nhân, người nữ Việt Nam càng hãnh diện, thấy rằng đối với người nữ cũng có thể xuất gia tu hành và chứng quả ngang với Đại Tăng, nếu giác ngộ và giải thoát thì chứng được chân lý và bình đẳng như nhau. Qua đó, Hòa Thượng mong rằng chư Ni ngày hôm nay hãy nương vào hình ảnh Ni Sư Diệu Nhân và chư vị Tổ sư Ni tiền bối hữu công để làm kim chỉ nam mà nỗ lực tinh tiến hành trì, giữ gìn giới luật để có thể đạt được phần nào những công đức, hành trạng, kết quả như Ni Sư Diệu Nhân đã đạt được trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Cuối cùng, chư Tôn Đức Chứng Minh cùng toàn thể đại chúng đã thực hiện nghi thức niêm hương, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an. Lời phát biểu cảm tạ của Ni trưởng Thích Đàm Thành đã khép lại buổi lễ thành tựu viên mãn.